và chúng ta cũng có một cái video clip ngắn thôi muốn chia sẻ với các bạn nó không tới một phút nhưng mà trên màn hình á, đây là một chỗ người mà có thể các bạn nhìn thấy quen quen tại vì đây chính là cựu chủ tịch của sec đó chính là Jay Clayton. Thì Jay Clayton cũng đã được phỏng vấn một vài lần và đương nhiên có nhiều người hỏi Jay Clayton suy nghĩ như thế nào về những hành động của Gary Gensler. Thì Jay Clayton là người mà làm chính trị các bạn thì đương nhiên cũng sẽ nói chung chung mà thôi không dám nói rõ. Nhưng mà đợt này thì cũng cảm thấy là Jay Clayton cũng đã nói rõ ràng hơn. Đương nhiên không có tích cực chỉ trích Gail Gensler nhưng mà trên căn bản đó thì Jay Clayton cũng đã chỉ trích cái hoạt động hiện tại của SEC nói là cái tiêu chỉ là cứ đi kiện đi cho đến khi nào thua kiện đó, thì mới biết là thẩm quyền của mình tới đâu và luật sẽ phải như thế nào là một sự lạm dụng quyền lực đó là cái suy nghĩ của Jay Clayton Hương chia sẻ cái clip này với các bạn ngay cả cựu chủ tịch SEC cũng không đồng ý với cách làm của Gail Gensler hiện tại if we're not losing cases, if we're not being pushed back on by the courts, we're not doing enough that, think about that for a second that is a fundamental shift in how we as americans view the role of the government i, I don't want to be in a place where i know the government is going to bring cases they think they're going to lose imagine you're the person who is the subject of that case Just now we're talking to see about they, corporations yeah, but to see if they can and if, if they're not stopped they're going to yeah. right but this is an ethos now which is yeah. you know, unless we're losing we're not bringing enough cases you know, that may be fine for private litigants against each other and, and think about but when you have the power of the state and you're, you, you're supposed to only bring cases and only make rules that you think are going to pass judicial muster let's take this to a you know <coughs> thương gia một công ty thì họ sẽ không muốn làm việc ở một quốc gia mà một đơn vị thực thi pháp lý như là SEC thì chỉ muốn kiện và kiện thì cứ kiện đi tới đâu hay tới đó thì làm sao mà những công ty muốn làm việc ở đây được cho nên đây là một cái cách làm mà hoàn toàn không có tốt đối với sự phát triển của ngành công nghiệp ở Hoa Kỳ và chúng ta cũng đã thấy lại thêm một cái thông tin nữa thông tin này đó là đến từ ba dân biểu và ba dân biểu này đó cũng là chủ tịch uh, của ba cái quỹ ban ở hạ viện các bạn uh, chúng ta có thứ nhất là Jim Jordan thứ nhì là James Comer và thứ ba đó chính là chủ tịch của quỹ ban dịch vụ tài chính hạ viện là Patrick McHenry người mà nhiều bạn có đã biết đến và ba người này đó thì uh, một lần nữa lại nói là Gary Chancellor đã không có trình bày rõ ràng uh, về những cái đòi hỏi của quốc hội cách đây vài tháng các bạn đã nhớ là cách đây À, khoảng chừng là hơn nửa năm đó thì à, lúc đó quốc hội của Hoa Kỳ à, cũng đã đệ đơn nói là SEC đã cần phải giao ra tất cả những chứng từ, thường nhớ là đó là chứng từ qua lại giữa Gary Gensler và Sam free và đặc biệt hơn đó là trong những chứng từ đó, đó thì đã có dấu hiệu cho thấy là Gary Gensler hay là những người làm việc cho Gary Gensler đã từng dùng private email, có nghĩa là những cái email tư nhân để mà nói chuyện công và đương nhiên đây không phải là theo đúng quy định đúng quy định thì tất cả chuyện công phải được sử dụng email được cấp bởi scc chứ không được sử dụng email cá nhân và đương nhiên ba người này bây giờ tiếp tục gây áp lực cho game cancel nói là phải tiếp tục giao ra tất cả những cái sự qua lại chứng từ giữa Gail Gensler và Simon Free Và thêm vào đó các bạn thấy được là Tom Emmer đây cũng là một dân biểu rất ủng hộ crypto đó thì cũng liên tục lên trên những đài truyền hình và đợt này đó thì lên trên Washington Street Journal. để mà chỉ trích Gail Gensler các bạn Điều mà Thuận không hiểu ở đây đó là Gail Chancellor là một người mà rất thích làm chính trị cho nên các bạn thấy được là khi có cơ hội đó thì trở lại chính trị ngay lập tức trước đây đó thì Gail Chancellor là một giám đốc cấp cao của ngân hàng Goldman Sachs rồi sau đó bắt đầu bước vào chính trị thường nhớ là lúc đó là giữ chức vụ là chủ tịch của CFTC dưới thời của tổng thống Obama và đương nhiên sau đó là chúng ta chuyển qua thời của cựu tổng thống Donald Trump thì sau đó Gail Chancellor cũng đã rời khỏi chức vụ và dạy học ở trường đại học sau đó lại trở về khi mà chúng ta bắt đầu cái nhiệm kỳ của tổng thống hiện tại là tổng thống Joe Biden với chức vụ được chủ tịch SEC thì rất rõ ràng đây là người mà rất thích làm chính trị nhưng mà các bạn đã thấy đó là tình hình bây giờ nói chung đó, thì có rất nhiều người trong quốc hội trên căn bản là họ cũng không quan tâm đến crypto tại vì họ có nhiều điều khác để mà quan tâm hơn nhưng mà chúng ta cũng có một số lượng người cực kỳ quan tâm đến crypto, có người thích, có người không thích, nhưng mà rất rõ ràng đó là cái số lượng người mà không thích crypto chỉ là một số nhỏ mà thôi. Cái số mà muốn thị trường này phát triển, tại vì các bạn thấy những tiêu bang của họ có thể có được nhiều lợi nhuận. À, đương nhiên đây là một cái ngành công nghiệp có thể mang đến tiền thuế, công bằng việc làm, cho nên có rất nhiều những nghị sĩ ủng hộ crypto, cái số đó nhiều hơn. À, và rất rõ ràng là Gale Chancellor cách làm hiện bây giờ đã gây ra rất là nhiều kẻ thù ở trong thị trường này và cũng dẫn đến rất nhiều sự chỉ trích thì nó không có tốt cho con đường chính trị đâu thường vẫn chưa hiểu ngoại chưa được trên căn bản không muốn tiếp tục làm chính trị sau cái đợt này nữa tại vì các bạn nên hiểu đó cái cách mà đơn giản nhất là gieo không làm gì hết đợi với quốc hội ra luật rồi mới hành động thì lúc đó hành động như thế nào cũng sẽ được cái sự bảo vệ bởi luật của quốc hội chứ bây giờ chưa có luật mà gây đã hành động trước rồi thì lỡ như mà luật không có như ý muốn Thì chẳng khác gì, tất cả những gì mình làm Đều vô nghĩa hết à, Và không những vậy đó, không những là không có kết quả Mà còn gây rất là nhiều thù với lại Cái thị trường này Và dẫn đến rất nhiều uh, cái sự tấn công Chỉ trích đến từ nhiều nghị sĩ Thì có đáng hay là không Cho nên Thuận chưa có rõ là cái điều Mà gây cơ sự thật sự muốn làm là gì Nếu như mà nói đơn giản trước đây đó thường chia sẻ với bạn là Gail Chancellor chỉ muốn có thêm quyền lực mà thôi thì cũng không đúng đâu các bạn Tại vì cái quyền lực đó cũng đã tạm thời mà thôi Tới một lúc nào đó, đó thì Gail Chancellor cũng sẽ phải nhường chỗ cho một người khác Cho dù là Gail Chancellor không bị sa thải thì tới nhiệm kỳ rồi đó cũng chưa chắc là sẽ được bổ nhiệm lại Năm 2024 chúng ta có bầu cử tổng thống nếu như mà chúng ta lại thay đổi đảng một lần nữa đó là đảng Cộng Hòa cái ghế chủ tịch Gail Gensler cũng khó mà giữ được cho nên thường không hiểu là cái tâm tư thật sự của Gail Gensler đang muốn làm cái gì không phải đơn giản là chỉ muốn thêm quyền lần đâu rất rõ ràng là có một cái gì đó lớn hơn thúc đẩy Gail Gensler hành động như thế này có phải là những công ty phố war chúng ta hãy tiếp tục theo dõi nhưng mà dù sao này nữa đó, chúng ta cũng có khá nhiều những cái thông tin khác các bạn Cho dù là SEC tấn công thị trường này Các bạn thấy là nhiều người cũng không quan tâm Chúng ta đã nhìn thấy được trên màn hình Đây chính là cái trang web chính thức của Mastercard Thì tại sao thường này chia sẻ Mastercard với các bạn Tại vì các bạn đã thấy trên màn hình đó, Thì Mastercard hôm nay đã chia sẻ là họ ví crypto như là Internet khi mà Internet ra đời đó, nó đã tạo ra các ngành công nghiệp mới và biến đổi hoặc thay thế những ngành hiện có. Và chúng tôi tin tưởng rằng, nghĩa là Mastercard tin tưởng rằng tài sản kỹ luật số và công nghệ blockchain ngày nay đang đi trên một quỹ đạo tương tự. Một ngày nào đó, nó sẽ trở thành cơ sở hạ tầng quan trọng để lưu trữ và di chuyển giá trị. Và đây là những cái điều mà Thượng trước đây chia sẻ với các bạn nhưng mà lần này các bạn thấy được là đến từ Mastercard chứ không phải là đến từ một người trong thị trường crypto này. Và Mastercard cũng như là Visa các bạn là những công ty mà trước đây cực kỳ chống đối crypto bây giờ họ đã quay trở lại và có sự ủng hộ rất rõ ràng và hôm nay đó Mastercard đã giới thiệu một cái mạng lưới gọi là Mastercard Multi Token Network trên chân bản đó, thường cũng chưa hiểu đây là một cái mạng lưới như thế nào, nhưng mà nhìn những thông tin đó, thì nghe như đây là một cái mạng lưới riêng, một cái nền tảng riêng của MasterCard. Thường không biết nền tảng này đó, sẽ sử dụng token như thế nào, sử dụng mạng lưới nào, những điều này không được ghi rõ ở đây. Nhưng mà nói chung đó, đây là mạng lưới mà có thể làm rất nhiều điều giống như chúng ta nói tới mạng lưới này có thể dùng để mà chi tiêu, di chuyển tiền bạc xuyên quốc gia. Thứ hai nữa là mạng lưới này có thể đưa ra những giải pháp liên quan tới KYC, có nghĩa là các bạn có thể chứng minh thân phận sử dụng token. Thứ ba nữa, mạng lưới này có thể được sử dụng để có thể quản lý cái chuỗi cung cầu và có thể biết được hàng thật, hàng giả giống như là các bạn thấy là VeChain đã làm. Và đây cũng là một mạng lưới mà có thể giúp tokenize securities, có nghĩa là có thể giúp token hóa những tài sản hiện tại. Và cuối cùng, đây là nền tảng có thể dùng để mà phát hành CBDC nghe như đây là một cái mạng lưới riêng biệt của Mastercard Thường vẫn tiếp tục chờ đem thông tin các bạn Tại vì khi mà Thuận lên trang web này đó Mà các bạn bấm vào tìm hiểu thêm Thì chỉ có thể đưa các bạn một cái form Các bạn điền tên và địa chỉ vào Rồi sau đó họ sẽ liên hệ với thôi Chứ không có thêm nhiều thông tin Nhưng mà Mastercard thì ngày này càng tiến sâu hơn Thì crypto này các bạn thêm vào đó đó các bạn đã thấy là gần đây đó, cái từ khóa là tokenization thì xuất hiện khắp nơi à, các bạn đã nhớ đó là chúng ta đã nói tới cái từ này khi mà Blackrock cách đây vài tháng đã nói là tương lai đó thì tất cả sẽ token hóa có nghĩa là tất cả những tài sản chúng ta thấy bây giờ phần lớn đều sẽ được token hóa hết sở hữu sẽ được ghi lại trên blockchain đó là công dụng đối với forward cực kỳ giá trị, có thể là công dụng à, của crypto đối với nhiều bạn đó là một công cụ để các bạn trade, một công cụ để các bạn dùng để mà lưu trữ tài sản một cái à, tiền điện tử các bạn sử dụng thanh toán siêu quốc gia, vân vân, có nhiều lý do khác nhau nhưng mà đối với forward đó, thì công dụng của crypto rất rõ ràng đối với họ đó chính là tokenization token hóa tất cả, nhất là chứng khoán để có thể dùng blockchain biết được chứng khoán này được lưu trữ bởi ai hiện bây giờ có bao nhiêu chứng khoán trên thị trường vân vân và các bạn đã thấy là không những riêng là BlackRock chúng ta nói tới cách uh, đây vài ngày đó là ở bên Singapore và Nhật Bản cũng đã có một sự hợp tác để có thể tìm hiểu làm sao mà thu kinh hóa tài sản. Chúng ta mới vừa thấy đó, Mastercard cũng đã nghĩ đến điều này cho nên họ mới đưa ra cái mạng lưới Mastercard multi Coin Network. Và bây giờ chúng ta lại thấy là ngân hàng Bank of America cũng nói như vậy. Họ nói tương lai đó chính là thu kinh hóa tài sản. Wow các bạn, <laughs> càng ngày thì trường này càng dày đặc với những công ty truyền thống. Không những như vậy, các bạn thấy được là lại có thêm một tiểu bang khác ở Hoa Kỳ đó chính là North Carolina. Thì cái tiểu bang này đó nghe quen quen, tại vì chúng ta đã từng nói đến cái tỷ vài tháng đây là một chuyện tiểu bang mà giống như là Florida, thành phố Miami cực kỳ chống đối CBDC ở Hoa Kỳ, có nghĩa là họ không muốn sử dụng một tiền quy được số quốc gia và ở tiểu bang North Carolina thì bây giờ họ sẽ mướn một công ty tư vấn thì họ sẽ trả 50.000 đô để công ty này nghiên cứu xem coi là tiểu bang North Carolina có nên lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của tiểu bang hay là không. Giống như các bạn thấy là những công ty như là MicroStrategy lưu trữ Bitcoin ở trong ngân sách của công ty thì North Carolina có nên lưu trữ Bitcoin trong ngân sách của tiểu bang hay là không à, các bạn thấy được là tiểu bang North Carolina lại muốn tiến tới cái hướng đó nói chung đó, thì à, tại sao lại không các bạn giống như là một người đầu tư mà lưu trữ tài sản giống như là chúng ta đã từng nghe những cái lập luận đến từ Redalio thì một người bình thường tại sao lại không thể có một hai phần trăm lưu trữ BTC đây cũng là một cách đa dạng hóa cái tài sản của họ và đương nhiên tiểu bang cũng lưu trữ tài sản thì tại sao lại không thể lưu trữ một phần vào BTC Chúng ta cũng đã từng nói đến cách đây nhiều năm đó, mới ban đầu đó, khi Thuận nói thì nhiều bạn cũng không có tin đâu. Tôi nói là chúng ta sẽ mới đầu thấy được những người tham gia vào crypto đó là những người mà lập trình những người hiểu về công nghệ những người có cái tư tưởng uh, tự do thì họ thích crypto sau đó chúng ta sẽ thấy được là những nhà đầu tư riêng lẻ như thuộc nhiều bạn sẽ tham gia vào rồi sau đó chúng ta thấy được là những người có tiền sẽ tham gia vào và chúng ta đã thấy là năm 2017 trở lên đã có rất nhiều tỷ phú lần lượt vào thị trường này thêm vào đó chúng ta sẽ từ từ thấy những công ty lớn bắt đầu tham gia vào và những công ty phố wall tham gia vào điều đó bây giờ đã rất rõ ràng rồi và điều kế tiếp nên chúng ta thấy đó đó chính là những quốc gia, những tiểu bang họ cũng sẽ muốn tham gia vào đầu tư lưu trữ crypto và điều đó đang xảy ra trước mắt các bạn. Con đường này cho dù là chúng ta trải qua bao nhiêu sự lên xuống, bao nhiêu cái sự dù dập, bao nhiêu sự làm giá đó nữa thì cuối cùng điểm đến của BTC Đối với thường vẫn là một và thôi ngày càng được chấp nhận và không chỉ riêng là ở Hoa Kỳ các bạn chúng ta chuyển nói tới một số những quốc gia khác đi thì ở nước Anh á thì chúng ta cũng đã thấy là sắp sửa được ký một cái uh, luật liên quan tới stablecoin và crypto hồi sáng này thường chia sẻ đó, thì uh, lúc đó thường đọc thường tưởng đâu là vua uh, Charles cũng đã ký cái dự luật này rồi nhưng mà thường ra chưa ký nhưng mà chỉ chờ ký mà thôi khi chờ ký sẽ có cái dự luật được thông qua gọi là Financial Services and Market Act, có nghĩa là FSMA. Đây là một cái dự luật như thường dự chia sẻ liên quan đến crypto và stablecoin. Và dự luật này đó trên trang bản à, nói là ở nước Anh sẽ xem tài sản kỹ thuật số, có nghĩa là crypto đó sẽ xem crypto như là một cái dịch vụ tài chính hợp pháp và cần được đăng ký cũng như tất cả những vụ khác và sẽ có luật riêng biệt cần phải theo. Đương nhiên đây không phải là công nhận crypto rồi muốn làm gì làm các bạn chúng ta muốn là công nhận crypto và có một khuôn khổ pháp lý và dự luật này sẽ có một khuôn khổ pháp lý là làm sao để bảo vệ người tiêu dùng à, những công ty crypto phải đăng ký ra sao bàn hoạt động như thế nào những công ty crypto đó thì không phải là họ nói họ không muốn đăng ký hay là theo luật họ chỉ muốn là có luật rõ ràng thì khi mà họ theo luật đó họ được đối xử công bằng và họ có thể tiếp tục phát triển ngành của họ và các bạn thấy được là Hoa Kỳ thì vẫn chưa cho chúng ta cái điều đó nhưng mà những quốc gia khác đã lần lượt đưa ra những quyết định như thế này và chúng ta đã thấy được là ngay cả nước Anh thì cũng đang nghĩ đến là crypto thật ra nó là một loại tài sản hoàn toàn khác chúng ta không thể cố ép nói crypto là chứng khoán hay là crypto là một tài sản hữu hình như là vàng được crypto là một loại tài sản hoàn toàn khác và cũng nên được đối xử theo một cái cách hợp lý hơn rồi chúng ta chuyển qua nói tới một quốc gia khác nữa. Đây là một quốc gia ở châu Âu các bạn là Slovakia. Thì Slovakia là quốc gia nằm ở đâu? Thôi nó người mà rất là dở địa lý các bạn cho nên mỗi lần nghe tên quốc gia thường phải Google để xem coi là quốc gia nó nằm ở đâu. Thì Slovakia là quốc gia này các bạn trên màn hình các bạn thấy đó, để quốc gia này là nằm kế bên Hungary, kế bên Austria và bên trên này chính là nước Đức các bạn. Đây là một quốc gia nằm ở khối châu Âu. Thì quốc gia này đã đưa ra một cái luật mới liên quan tới thuế. Những người nào mà trade crypto đó thì nếu như mà họ lưu trade crypto hơn một năm thì họ chỉ đóng thuế nếu như có lời đó là 7% mà thôi. So với trước đây là tới 19 tới 25% lần. Cho nên cái phần thuế này đã tốt hơn cho những người mà trade crypto có nghĩa là họ khuyến khích người ta lưu trữ crypto dài hạn hơn một năm thì sẽ có thuế tốt hơn và đương nhiên ở Slovakia đó thì họ cũng đang muốn đưa ra một quyết định là crypto là một loại tài sản như thế nào cần phải được rõ ràng châu Âu các bạn thấy được là sau khi Mica thì vẫn tiến tới từng quốc gia một đưa ra cái quyết định của mình liên quan đến thị trường này và hầu như không có ai như SEC các bạn không có ai quan tâm đến SEC nghĩ như thế nào Hồng Kông cũng không châu Âu cũng không nước Anh cũng không và gần đây đó chúng ta không thể kết thúc một ngày mà không có thông tin đến từ sàn Binance các bạn Thì hôm nay chúng ta có hai thông tin và hai thông tin này đã cũng không phải là hai thông tin tốt đâu các bạn Binance thì liên quan tới nước Đức thì cơ quan giám sát tài chính liên bang của Đức Bafin đã quyết định là không cấp giấy phép lưu ký cho sàn Binance Đây là cái giấy phép để có thể lưu trữ tài sản dùm việc khách hàng à, Và chúng ta thấy được là ngoài trên nước Đức ra đó thì chúng ta có một đối tác ngân hàng ở châu Âu hiện tại đó là PaySafe Payment Solution Limited họ nói họ sẽ ngừng hỗ trợ Binance kể từ ngày 25 tháng 9 Binance thì thông báo điều này cũng không có ảnh hưởng nhiều đâu tại vì À, những khách hàng có thể gửi vào rút đồng euro thông qua chuyển khoản ngân hàng từ SEPA SEPA và trước khi kết thúc video này đây, thì cũng có nhiều bạn hỏi thuận về Cardano thì uh, Cardano vẫn là một đồng mà thuận lưu trữ dài hạn tuy nhiên Cardano nhưng mà nào mà theo dõi kênh cũng thấy là thuận lưu trữ khoảng chừng 2% mà thôi không phải là nhiều lắm nhưng mà cũng là một dự án mà thuận theo dõi và cũng là một dự án mà thuận có lòng tin trên mình lưu trữ dài hạn mặc dù cái số lượng không nhiều đối với lại Ethereum nên lòng tin của thuận cao hơn nhiều các bạn thấy là Ethereum thuận lưu trữ tới 21 Cardano chỉ có 2% mà thôi nhưng mà Cardano cũng có nhiều thông tin. Hiện bây giờ các bạn bài Cardano thì vẫn đang tiếp tục phát triển cho dù các bạn thấy là không có nhiều thông tin gì gần nhưng mà thật sự mạng lưới này vẫn đang phát triển. Chúng ta có Vodafone Services cũng đã quyết định là họ sẽ phát hành bộ sưu tầm NFT trên mạng lưới của Cardano. Và nói tới mạng lưới Cardano đó thì các bạn cũng có một số cập nhật như là chúng ta nói tới ví Lace, Đây là một cái ví mà sẽ bắt đầu là hỗ trợ cho browser như là có thể sử dụng chương trình duyệt và có thể là tại cái ví này lên trên chương trình duyệt được đây là một cái ví uh, light wallet của Cardano uh, chúng ta có Cardano smart contract Bluetooth thì uh, cũng đã có hơn 1.000 smart contract từ đầu năm tới bây giờ các bạn thấy được là những đội phát triển như là phát triển Bluetooth Tools hay là Hydra thì vẫn đang tiếp tục có những cái cập nhật kế tiếp thì họ vẫn đang tiến tới dự theo lịch trình và chúng ta hiện bây giờ đã có khoảng chừng là 130 dự án đã có trên mạng lưới của Cardano khoảng chừng là 1.300 dự án thì vẫn đang gây dựng và các bạn thấy được là đã có hơn 8 triệu 440 ngàn token có trên mạng lưới Cardano và đã có khoảng chừng là 70 triệu giao dịch trên mạng lưới rồi Nói chung đó thì các bạn thấy là mạng lưới Cardano thì vẫn đang phát triển cái số lượng TVL nghĩa là cái số lượng lock trong DeFi đây thì khoảng 156 triệu thì rất là ít so với những cái mạng khác nhưng mà từ đầu năm tới bây giờ cũng có một cái phát triển không hề nhỏ rồi các bạn và Cardano là một cái đồng mà cũng giống như là nhiều đồng khác các bạn nó luôn có sự im lặng rồi sau đó có sự tăng trưởng đột biến các bạn có thể nhìn thấy được năm 2018-19 biết bao nhiêu là người nói là Cardano đã xong rồi sẽ mãi mãi không tăng trưởng như là những đồng khác nhưng mà các bạn thấy lúc đó đó giá Cardano trong phạm vi là 3 sen, 4 sen, 5 sen một thời gian dài luôn các bạn. Các bạn thấy được đây là cơ hội tích lũy cực kỳ tốt tại vì sau đó đó các bạn thấy được là Cardano từ 4 sen mà lên tới cái mức cao đó là các bạn thấy được là lên tới hơn 3 đô la luôn. 3 đô la mà từ 3 sen các bạn thấy cái sự tăng trưởng kinh khủng cái nào tăng 100 lần các bạn tại vì 3 sen nhân 10 là 30 sen nhưng thêm 10 nữa mới là 3 đô la tăng trưởng 100 lần từ cái mức thấp mà không phải là các bạn thấy được đây chỉ là cái mức thấp trong thời gian ngắn mà mức thấp này đã, đã tồn tại 2 năm trước khi sự tăng trưởng luôn. Ethereum cũng vậy các bạn biết bao nhiêu người? đã nói Ethereum đã sẽ không tăng trưởng sau cái đợt năm 2017 và thuần vẫn tin tưởng các bạn nhất là những thời điểm năm 2019 đó, cực kỳ khó khăn để mà lưu trữ Ether luôn tại vì ngày nào cũng có thông tin phết hết nhưng mà các bạn đã biết lúc đó thuần đã chia sẻ biết bao nhiêu video về lập tức của mình về Ethereum à, lúc đó các bạn thấy được là có lúc giá Ether đã xuống chỉ còn có tám mươi mấy đô thôi các bạn tám mươi mấy đô la đương nhiên mức này vẫn cao hơn nhiều so với mức mà thường bắt đầu mua thường bắt đầu mua Ethereum lúc đó chỉ có 8 đô thôi nhưng mà các bạn thấy là sau khi Ether lên tới 1.400 đô năm 2017 mà xuống chỉ còn có 80 đô la mà thôi rồi sau đó tăng lên tới 4.700 đô tháng 11 của năm 2021 sự tăng trưởng cực kỳ kinh khủng luôn nói chung thì nhìn lại ai cũng nghĩ là HODL đồ rất là đơn giản nhưng mà không đơn giản đâu những bạn nào mà đã ở cái kênh này hơn một năm qua cũng đã biết là cái khó khăn nhất đó về hodling không phải là các bạn thấy được giá cả lên xuống mà chính là cái sự dày dò của thị trường các bạn những tin tức xấu đó nó ra từng cái từng cái một hết cái này tới cái kia làm những bạn cực kỳ mệt mỏi giá không phải là đâm mạnh xuống nếu như vậy đó thì các bạn thấy được là đơn giản quá rồi giá đi xuống từ từ, đi xuống từ từ, từ từ thấm vào khiến cho nhiều người chán nản. Rồi sau đó giá mới có sự hồi phục các bạn. Cho nên khi mà mọi người nhìn lại quá khứ cảm thấy là ho đồ rất đơn giản. Nhưng mà khi các bạn trải qua như bây giờ, các bạn thấy nó khó khăn như thế nào? Rào cản tâm lý là điều cực kỳ khó khăn. Tại vì khi mà các bạn trade thì các bạn sẽ uh, trade với một người khác. Nhưng mà khi các bạn ho đồ lưu chữ dài hạn thì cái người mà các bạn phải đối đầu là chính là bản thân của mình nó khó hơn rất là nhiều và cũng sẽ có nhiều người sau này khi mà giá cả tăng trở lại đó nếu như các bạn tin tưởng vào những dự án mà sau này còn sẽ tăng trưởng trở lại thì cũng sẽ có nhiều người nói là các bạn may mắn thì các bạn sẽ hiểu là may mắn như thế nào <laughs> Và nói tới Ethereum thì các bạn thấy được là sau khi mà có cái à, cập nhật Shanghai đó thì các bạn đã thấy được là như là Thuận đã nói trước đây không những là chúng ta không thấy nhiều Ether bị rút ra khỏi staking mà còn có thêm nhiều Ether stake nữa. Tính tới bây giờ các bạn thấy được là cái mức staking đã đạt mức kỷ lục là 19.78% có nghĩa là tính thời điểm bây giờ chúng ta có cái số lượng Ether đó đang stake hiện tại là dựa theo crypto coin đã lên tới... 25 triệu 020 ngàn 928 Ether đang stake hiện tại trong Ether 2.0 Và đương nhiên chúng ta cộng với lại cái số lượng Ethereum bị đốt hàng ngày Ether là một tài sản mà các bạn thấy được là cũng tương tự như BTC đó Càng ngày càng khang hiếm hơn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link cho mình dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, CoinEx, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Và trong video ngày hôm nay chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn Nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có thể biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn Để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.